Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn em. Như vậy là quá trình trẻ hóa da bằng UVIP của Lan đã hoàn thiện rồi. Bình thường á thì nửa mặt bên trái của Lan sẽ xệ hơn, già hơn và to hơn nửa mặt bên phải. Vừa nãy thì làm nửa mặt bên phải trước, còn bây giờ sau khi đã hoàn thiện nốt nửa mặt bên trái thì các bạn có thể thấy là hai bên đã cân đối hơn rất là nhiều, hai cung mày cũng cao tương đương nhau và cao hơn cái lúc trước khi mình làm UVIP. Cái phần đỏ ấy thậm chí là còn ít hơn vừa nãy, và cái phần bên phải vừa nãy đỏ hơn thì bây giờ cũng đã dịu đi rất nhiều. Đây là mới chỉ có 30 phút sau khi làm xong phần bên phải thôi, và còn bên trái thì vừa làm xong tức thì, nhưng chỉ một hai tiếng nữa thì da mặt của Lan sẽ hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Và các bạn cũng biết là UVIP thì khi làm xong á thì mới chỉ có tác dụng khoảng độ 10% thôi, và cứ mỗi ngày qua đi, mỗi tháng qua đi thì tác dụng sẽ cao hơn rất là nhiều. Từ 3 đến 6 tháng thì mình sẽ cảm nhận được tác dụng rõ rệt lên tới 100%. Có thể nói rằng Lan rất là thích liệu trình này và làm đến lần thứ 3, mà Lan nghĩ rằng sẽ còn làm nhiều lần nữa, là bởi vì UVIP thì không đau, không xâm lấn, tốn rất ít thời gian, chỉ cần làm một lần thôi mà hiệu quả lâu dài. Các bạn cũng thấy là mặt Lan hầu như không can thiệp dao kéo, thậm chí là hoàn toàn không can thiệp dao kéo, và Lan rất là thích những liệu trình trẻ hóa da như thế này. Nó sẽ giúp cho mình có được vẻ đẹp tự nhiên và không lạ hóa. Lan nghĩ rằng phụ nữ thì ai cũng mong muốn giữ cho mình vẻ đẹp tự nhiên và trường tồn cùng với năm tháng. Người ta nói rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và khi mà chúng ta đã có nhiều thời gian hơn, nhiều công nghệ hơn, thì những công nghệ giống như UVIP như thế này rất là hữu hiệu để chúng ta có thể gìn giữ sắc đẹp lâu dài. Và với những gì mà hiệu quả của liệu trình chỉnh hóa này mang lại thì bản thân Lan không những là sử dụng này, giới thiệu cho bạn bè, mà ngay cả với mẹ của Lan đó, Lan cũng sẽ tặng mẹ một liệu trình để mẹ có thể gọi là gì nhỉ, quay trở lại tuổi thanh xuân của mình. Có nhiều lúc đi với mẹ thì mọi người hay nói rằng giống như hai chị em, và Lan rất là mong muốn là nhan sắc cũng như là tuổi trẻ của mẹ Lan sẽ lưu giữ cũng dài lâu nữa. BB Thanh Mai là một trong những thẩm mỹ viện có thể nói giờ đây là làm các liệu trình trẻ hóa da nhiều nhất tại Việt Nam, và cũng đã đạt được danh hiệu là thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. Và Lan cũng được biết rằng UVIP thì BB Thanh Mai là nơi duy nhất khắp Việt Nam đã được UVIP trên toàn thế giới công nhận, cũng như là chuyển giao công nghệ một cách hoàn hảo. Và Lan tin rằng BB Thanh Mai sẽ trở thành một điểm đến, một người bạn tin cậy không những chỉ cho Lan mà còn cho rất rất nhiều người phụ nữ ở khắp mọi nơi đến chăm sóc sắc đẹp của mình. Cảm ơn BB Thanh Mai, cảm ơn chị Thanh Mai. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.